Đây là những đứa cháu của cô chính đã từng sống trong ngôi nhà mục nát. Mấy ngày nay thì các bé lại ngủ ở trong cái chòi tạm bợ như thế này. Đắp và đắp bằng tay với thước, lý do có một cái dàn giáo nên anh đắp nó cũng hơi bị chậm do cái phần di chuyển của cô bác anh chị. Đây là những đứa cháu của cô chính đã từng sống trong ngôi nhà mục nát. Mấy ngày nay thì các bé lại ngủ ở trong cái chòi tạm bợ như thế này. Chỉ còn vài ba ngày nữa thôi thì các bé lại được chuyển vô một cái ngôi nhà hoàn toàn mới. Và đây là được sự ủng hộ chung tay của tất cả các cô chú anh chị mạnh thường quân. Nhìn mấy đứa trẻ nó cứ nó vừa ăn rồi nó mặt mày thì lem luốc, lại ở trong một cái tấm màn như thế này mình nhìn thấy cũng thương ghê hơn. Sáng ăn gì đó? Hủ tiếu đâu? Ai nấu? Người ta nấu hả? Rồi đang ăn gì nữa kìa? Hồng ở đâu có? Ai? Người ta cho hoài hả? Bạn này tên gì? Da hả? Còn bạn bên đây? Dậu. Còn bạn áo vàng? Trâm. Trâm là được đi học đúng không? Con được đi học. La có được đi học không? Không. La ăn gì á? Ăn chuối. Ăn chuối hả? Ngon không? Chuối đó ở đâu có? Hả? Đã cho nữa hả? Trời ơi, ăn mặt mày kìa. Lem luốc. Tối ngủ ngon không? Ngon hả? Đối với các bé như thế này á, ao ước được vô cái ngôi nhà mới lắm. Được thích vô nhà mới không? Thích. Thích sao nói chú nghe với. Thích. Hả? Có căn nhà mới. Sao? Có căn nhà mới. Mừng không? Mừng. Ai ngủ với bà ngoại? Không. Rồi ai ngủ ba bạn nào ngủ ngủ chung? Dễ thương ha. Nhìn mấy đứa bé nó vừa vậy đến nhiều mà lại vừa thấy tủi thân cho tụi nó ha. Ba mẹ không có phải sống chung với bà ngoại của bác anh chị, cũng may á là nhờ có quý mạnh quân chung tay với nhau ha. Chứ không thì cuộc đời của bé thì không biết ngủ trong cái ngôi nhà mục nát kia thì sẽ như thế nào nữa. Thôi bây giờ thì Bùi Hồ sẽ vô trong quay cái ngôi nhà cho cô bác anh chị đi. Đây là một cái khoảnh khắc mà Bùi Hồ bắt được. Ông làm từ thiện đầu tiên, ông cũng lại giúp tôi gạo thóc gì cũng cho mấy đứa cháu lúc mà đi bệnh viện về á, mệt rồi đứa có làm mấy đứa nhỏ đó, năm đứa cháu ngoại mà bà bệnh ung thư nữa thì thấy khó khăn, ở sớm người ta xin gạo cho chị ăn không à, cho mấy đứa nhỏ ăn á, tội nghiệp lắm. Nên là nữ là có gạo có mì gì thì chú cứ đem lại cho cô. Có khi người ta cũng cho tiền, ta gửi tiền cho đó. Chú biết cái hoàn cảnh của cô lâu chưa? Lâu rồi. Dạ. Biết hoàn cảnh này lâu lắm rồi nhưng mà cũng cũng muốn cái ý cũng muốn xin nhà mà chưa được. Cho mấy đứa nhỏ nó có cái chỗ che nắng che mưa đó mà chưa được. Mà bữa nay tình cờ ghé thăm thấy cất cái nhà đẹp vậy là mừng quá rồi. Mừng cho chỉ cho mấy đứa cháu á. Chú bao lâu rồi chú chưa lại thăm cô? Cũng mấy tháng à. Hôm nay thấy bỡ ngỡ dữ không? Ừ. Thấy mừng á. Ngày sớm mà chú ghé ngang á, chú giật mình. Ừ. Thấy chú ghé xe giật mình ấy, tại tại sao đứng mà nhìn hoài, dạ. Không lẽ bà này bà đi rồi. Đi đâu chú? Tại lúc trước chỉ bệnh nặng lắm, à. Bệnh ung thư nặng lắm, à. Mà không có tiền uống thuốc. Dạ. Mà ngày hôm nay lại bất ngờ vui đi đúng không? Chưa. Thấy được cái nhà là bất ngờ chứ đứng nhìn hoài đó, nãy đứng ở ngoài nhìn vô. Này các anh thợ này đều Đồng Tháp xuống. Ừ, ở Đồng Tháp hết á. Dạ, thì chú thấy mấy ông thợ Đồng Tháp cắt được không? Đẹp. Cắt cái mẫu nhà này đẹp á. À, ở đây chưa có cái mẫu nhà như vậy. Dạ. Nó gọn, nó đẹp. Dạ. Chú có thể đi tham quan vô trong cũng được nữa. Còn dán gạch nữa chú. Dạ, còn ở phía trong hai phòng khách có dán gạch đồ nữa chú. Đúng rồi. Hai phòng ngủ. Hai phòng ngủ.
một phòng khách, hai phòng ngủ, một nhà bếp. Nhà vệ sinh đằng sau thì có sẵn rồi. Rộng mênh mông ha. Dạ. Vậy là rộng mênh mông rồi. Dạ. Tiện có cái là bên hông này là các anh dán gạch lên là 3 tấc. Dạ. Và dán gạch toàn bộ hết cái trong cái khung viên nhà luôn để tránh con này con kia nó bò vô á. Ừ. Chú bình thường có nghĩ là đây là một ngôi nhà tình thương không? Chưa, nhìn hoài không biết làm sao, mình chưa hiểu á. À. Thì vô đây gặp mấy em hỏi thăm mới biết. Tụi em là chỉ là YouTuber thôi. Ừ. Là người quay video là để kết nối với quý mạnh thường quân. Ừ. Cũng may mắn là cô chính ở đây á là thấy khó khăn thì cô chú anh chị chung tay nhau để mà có được ngôi nhà. Nghe kể hoàn cảnh của cô thấy cũng tội nghiệp. Tội nghiệp lắm. Dạ. Chỉ bệnh đâu có làm gì được. Hàng xóm mỗi khi hết gạo thì vòng vòng hàng xóm đi xin gạo về cho mấy đứa nhỏ ăn á. Đâu có làm gì ra tiền đâu. Bệnh không có tiền uống thuốc. Có tiền đâu uống thuốc, phải cái uống thuốc nam không à. Ngày này nấu thuốc nam uống tới. Bữa nay ghé cũng chân thành cảm ơn hết quý mạnh thường quân đã cùng chung tay giúp cho chị Sương ha. Có một cái mái ấm tình thương rất là đẹp ha. Cảm ơn nhiều. Sáng nay hình như là trên cái chiếc xe của chú có chở lũ khủ đồ nào, mì gói hay là đồ rửa chén rồi đúng không? Dạ. Cũng đi thăm mấy hoàn cảnh về mới ghé đây nè. Dạ. chú Bằng là năm nay là bao nhiêu rồi? 62 tuổi. À, lớn hơn cô 1 tuổi hả? Dạ, lớn tôi 1 tuổi. Lớn cô 1 tuổi. Ừ. Mỗi khi mà cô mà hết gạo hay là hết mì gì là cũng chú Bằng cũng ủng hộ. Dạ. À. Cũng có ủng hộ gạo và hay làm mì tôm. À. Dạ, nó làm quay được ở chú cũng ghé lấy thăm hoài vậy đó. Thì cái mình cũng có gạo ăn, mì tôm ăn này, chứ còn đối với tiền thì nó hơi khó khăn chút. Tại vì đồng tiền thì lâu lâu mới có nhà hảo tâm ta lại cho, mà cho 1 triệu 2 triệu để dành xài vậy đó. Xài chút đỉnh một buổi sáng thì tuôn ra chắc cỡ trăm mấy vậy. Thì chứ hôm năm đứa nhỏ là hết 50.000 rồi. Để cái ra chợ mua đồ ăn nữa. Rồi ăn lại một ngày thì nhiều khi 30 hoặc là 40 gì đó một ngày ăn, bà cháu ăn vậy đó, 40.000 vậy đó. Cũng thông tin với chú Bằng như thế này, cô đây á là được mạnh thường quân hỗ trợ ngôi nhà thôi. Ừ. Để cho có chỗ tránh mưa tránh nắng, chứ còn xích đây cô, xích đây cô, cô chính để ghế đó đi cô, cứ để ghế xích ở đây. Chứ còn về nói về tiền bạc á thì cũng không có dư. Nên là nữ sao khi mà anh em của tụi con mà quay clip mà bàn giao ngôi nhà xong á, cuộc sống nó vẫn còn chật vật đó, vẫn còn nuôi mấy cháu, chứ không phải cắt nhà tường này mà có tiền cắt. Nên là nữ là mỗi khi mà chú nhận được những sự ủng hộ nào, hay là chú á có sự ủng hộ nào về mì gói hay là mì về gạo đó, cứ gửi trao cho cô. Tại vì một là cô còn bệnh không lao động được nè, hai là sau khi cắt nhà này thì còn dư thì chắc có lẽ 1-2 triệu thôi. Mà thời gian tới cũng có lẽ là khó khăn hơn. Mặc dù là có ngôi nhà nhưng mà cái điều kiện về tiền bạc, về lao động ra tiền là không có. Thậm chí là nhiều người có thể đi ngang thấy ngôi nhà to quá, sống trong ngôi nhà to quá mà nó nghèo ai tin. Đó, nó gặp một cái cảnh như vậy, cái đó là một cái điều mà phải nói là được cái này thì nó phải mất cái khác. Nên là nữ là chú cứ khi mà nhận được ủng hộ mạnh thường quân hay là của những người mà có lòng hảo tâm mà cho cô, thì chú cứ nhận cho cô, hoặc là chú có thể ủng hộ cho cô thời gian sắp tới. Sẵn sàng ủng hộ. Dạ, chứ bây giờ là bệnh hoạn này. Đây là một cái chú là một người Thiện nguyện Càn Long. Ở huyện Càn Long, nhưng mà qua hình ảnh của chú ở đây và cái việc của chú làm ở thời điểm hiện tại đối với cô chính á, thì mình thấy rõ ràng đây là một hoàn cảnh mà đáng được giúp đỡ, đúng không cô bác anh chị? Mặc dù đó là mọi người có một cái câu trách rằng là con gái của cô không về để phụ giúp cô. Nhưng mà chỉ ở trong hoàn cảnh khổ thì mình mới hiểu được. Chỉ có những người sống ở trong cái hoàn cảnh như thế này mới hiểu được. Nên là nữ thôi, những cái trách thì mình cứ bỏ qua. Trước mắt là giúp cô vượt qua những khó khăn như thế này là vui rồi. Chủ yếu là mình giúp 5 đứa trẻ thôi. Thương 5 đứa trẻ, tội nghiệp 5 đứa trẻ bị bỏ rơi, tội nghiệp lắm. Dạ.
là quá tốt rồi hả chị? Hôm vừa rồi các anh em đứng ở tại chỗ này với một cái không gian khác, cái nhà ở trên nó muốn sập lúc nào sập á, sợ mưa xuống là anh em muốn chạy ra luôn á. Hôm nay thì đứng ở đây nhưng với một cái tâm thế khác, an toàn. An toàn mà phải nói là rất là vui. Vừa rồi thì cũng cảm thấy là lo gì nè. Không biết khi mà chia sẻ cái clip này lên á, hình ảnh này lên thì có được giúp đỡ hay không? Lại đứng ở trong cái ngôi nhà nó sụp sệ vậy, lại lo lắng về độ an toàn của mình. Lo an toàn cho mình là một phần thôi, các bé và bà cháu nó quan trọng. Đôi khi thì Mạnh Thường Quân mà cũng như có chú không có sự chung tay kịp thời thì các bé đói, chắc chắn là như vậy. Đúng vậy. Và có thể là các bé nó ảnh hưởng đến tính mạng mỗi khi căn nhà sập xuống. Ngày nay là duyên lành thì cũng đã đến rồi, đến cho cô Chính như thế này là phải nói một điều rất là hữu duyên. Mà anh em của tụi con cũng như là chú Bằng mong rằng cô Chính luôn giữ gìn sức khỏe. Con có một cái lời là nói như thế này, không biết chú Bằng có thấy nó được không? Nói là dù sao đi nữa thì con gái của cô phải về phụ tiếp cô. Chú thấy đúng không? Nghèo đúng rồi, nhưng mà do cuộc sống mưu sinh, do nghèo cũng đi làm thuê. Đi làm thuê ở xa rồi đủ sống. Bây giờ đi làm thuê có khi cũng có tháng làm được, có tháng làm không thì đủ sống, rồi có khi không có tiền về quê nữa. Chứ mấy đứa đó nó cũng nhớ con mà về không được, không có tiền về. Nhiều khi Tết nhất còn không có về được, cũng phải đi làm thêm vậy đó. Thành ra thấy tội nghiệp lắm. Tội nghiệp lắm. Chứ không phải là nó có tiền mà nó bỏ con nó. Nó không có tiền đi làm, chỉ đủ sống qua ngày thôi. Chỉ đủ nuôi bản thân thôi. Ừ, đủ nuôi bản thân thôi, đâu có, không có tiền về quê nữa. Dạ. Ừ. Thật ra mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Thì cũng muốn về quê hương xứ sở thăm mẹ, thăm con, nhưng mà vì hoàn cảnh. Rồi sao cô? Nó có giờ không biết nói gì hơn để kể. Bởi vậy mấy em giúp là đúng hoàn cảnh luôn á. Đúng hoàn cảnh. Hoàn cảnh này tội nghiệp lắm. Thấy do tội nghiệp lắm, đứa cháu nó ngơ ngáo vậy thôi chứ. Đêm hôm ngủ thì thằng đang ngon giấc rồi cái tự nhiên mưa bắt đầu lôi kéo chạy ra ngoài sân, ghé nhà hàng ba của nhỏ em dâu ngồi, khi tạnh mưa mới vô nhà được. Tại vì nhà trên thì nó dột hết, nhà dưới thì nó rung rinh và nếu không có gió thì thôi, có gió là sợ rồi. Nó bữa nào bữa đêm nào mà mưa không có gió thì bà cháu thì còn nán là ở lại, mà có gió lùa rồi chạy hết, nhất là thằng trời hôm đi. Nay nhân dịp ghé đây cũng tình cờ ha, cũng mong là quý Mạnh Thường Quân cùng chung tay với nhóm của mấy cháu đây để giúp còn nhiều, rất nhiều mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn á. Hy vọng là quý Mạnh Thường Quân mình sẽ cùng chung tay để giúp bà con ha. Còn nhiều bà con bệnh tật khó khăn nghèo khó dữ lắm, ở đây cũng còn nhiều lắm. Hôm nay cũng là một cái niềm vui mà gặp được chú, thì chắc chắn có lẽ là tối nay về các anh em con là ngủ không được vì quá vui. Bởi vì là những lời của chú nói thì anh em tụi con giúp cái hoàn cảnh này đúng nghĩa, kịp thời, thì đó là niềm vui của anh em tụi con. Cũng cảm ơn chú nhiều. Cũng chúc cho chú được nhiều sức khỏe để còn đi kết nối và thăm lại những cái hoàn cảnh cũng như cô Chính ở đây ha chú. Sao cô? Dạ tôi cũng vậy, cũng có chào bà con hết. Tôi lời chúc thăm hỏi sức khỏe của bà con, cô bác có lòng ủng hộ cho tôi. Giờ tôi thật cảm ơn cho sáu bà cháu tôi được có mái nhà ấm áp vậy để chống nắng chống mưa. Tôi chỉ có biết những lời cảm ơn thôi chứ không biết nói gì hơn nữa. Hôm nay thì cũng có chú đến đây thì để hiểu thêm về cái cuộc sống gia đình mình. Vì chú là người dân địa phương nắm rõ nhất về những cái hoàn cảnh khó khăn. Cảm ơn chú đã san sẻ những cái yêu thương này cho một trong những cái hoàn cảnh khó khăn như cô Chính. Và cho có lẽ là xin phép chú là tụi con sẽ đăng cái đoạn video clip này lên
để đâu đó nhân rộng những cái yêu thương, lan tỏa những cái thông điệp tốt cho mọi người có thể giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn ha. Thôi con cảm ơn chú nhiều, không làm phiền thời gian chú đi thăm những cái hoàn cảnh khác nữa, cho anh em tụi con bắt tay chú một cái. Rồi cảm ơn chú ha. Lau cho sạch hình lên để chi à, làm đến đâu là phải lau nó ha. Dạ đây cô anh chị, anh Hợp cũng đã làm xong cái phần này rồi nè, cũng đã tô xong hết rồi, nó bằng với lại cái mặt gạch này luôn. Sau này thì hoàn thành xong cái dán gạch đó với lại cái tô này, sau khi măng xi măng mà nó khô lại á thì anh sẽ bê một cái màu xanh ngọc nha các bác anh chị. Anh lớn bây giờ làm cái khâu gọi là khâu vệ sinh, lau lại nhìn sáng ha. Để lại không lau thì hồ nó bị khô. Dạ. Buổi hồi xin chào cô bác quý anh chị. Sau một buổi trưa chật vật rồi tỉ mỉ, các anh thợ cũng đã dán gần như là được 70% cái phần mặt tiền của ngôi nhà, mặt dựng của ngôi nhà. Phần bên đây thì ở dưới này xong rồi nè, còn trên đó với lại cái phần cái cánh cửa bên kia kìa, dán cái này lâu lắm cô bác anh chị. Sau này anh còn phải đi đường gon tại chỗ này nữa. Đó, một buổi sáng chỉ dán được bao nhiêu thôi. Tại vì những cái công đoạn này là công đoạn hoàn thiện, thành thử ngôi nhà này nó cũng khá là nhiều cái chi tiết tỉ mỉ. Sáng nay anh Hợp cũng đã đắp xong cái phần chỉ của ngôi nhà này cô bác anh chị thấy không? Cái này là chỉ này anh đắp bằng tay ha. Anh đắp và đắp bằng tay với thước. Lý do có một cái dàn giáo nên anh đắp nó cũng hơi bị chậm do cái phần di chuyển đó cô bác anh chị. Cái nhà này, cái phần lam này có phần chỉ thì mình thấy nó sẽ dễ thương hơn. Và sáng nay thì lật đặt khi mà dán xong á thì xong một buổi sáng thì thiếu gạch nữa hơn hợp. Thiếu gạch. 6 mét mấy nữa hả? Là như mấy thùng nữa? 6 thùng mấy. 6 thùng mấy gạch nữa hả? Ôi trời ơi. 6 thùng mấy gạch là nhiêu tiền nữa? 800 nữa hả? Tại em nghĩ là dán mấy cái phần này nó như là dán phần trong rồi, thành thử ra nó mình có thiếu sót chút đỉnh nào đó. Với lại đi mấy cái đường chỉ gạch nó cũng bị manh mún đúng không? Còn cái gạch ở dưới này sao? Thì đó, thiếu đó đó. Thiếu đó đó. Nói chung làm nhà, tại anh Hợp thì anh làm gọi là bao tiêu sản phẩm trọn gói, nên là nữ là gặp mà nhà của mình mà tự lãnh công ha, là phát sinh ra mỗi cái nó chịu nổi đâu, đúng không anh Hợp? Thợ mà lãnh công mà làm vật tư mà mua mỗi cái nó phát sinh nó phải đội lên nhiều hơn vậy nữa chứ không phải hết. Bây giờ cũng khoảng hơn 11 giờ ha. Cái phần đó là mình tô luôn hay là chiều tô? Không, lên cắt liền. Lên cắt chỉ liền luôn ha. Về trễ chút xíu. Dạ trễ. Hôm qua là bỏ ăn bữa luôn rồi. Hôm nay đi ăn trùng bữa, làm như nó hùng. 11 giờ 15 rồi. Kéo cái đó luôn là 11 giờ 45 là bình thường. Phải nửa tiếng. Nửa tiếng. Tư anh mua gì nó về trễ ăn luôn, khỏi đi mua, khỏi đi ăn. Dạ, trưa nay không nghỉ trưa luôn hả? Cắt là gì? Cắt là gì tránh cho nghỉ chút. Ăn ở trên kia. Làm nghề đó hồ kiếm đồng tiền đâu phải là cực, đâu phải là đơn giản cô bác anh chị. Ngày nào cũng vậy chứ mới riêng về nghề thợ hồ, làm phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có đồng tiền. Nữ cũng trân trọng tấm lòng của cô chú anh chị là ở nước ngoài làm cũng vất vả lắm mới có được đồng tiền, mà thấy những hoàn cảnh khó khăn như thế này thì cô chú anh chị thấy động lòng để mà giúp đỡ. Nữ cũng xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cũng như sáng nay thì các anh em cũng có chia sẻ hình ảnh về chú Bằng ghé thăm, cũng tự phát tâm ra làm, cũng xin đựng thùng mì cũng đem lại cho, chạy tốn tiền xăng, bỏ tiền xăng xin đựng bao gạo cũng cho. Thành nữ là thấy cũng thương. Thôi thì bao nhiêu đó thì cũng đủ lan rộng cho cô bác anh chị thêm về những cái mảnh đời khó khăn ha. Chứ còn ngôi nhà thì bây giờ dán gạch lên thì nó sẽ hật hở, phải nói rất là sáng rồi. Mà trong ngày hôm nay thì sự thay đổi của ngôi nhà so với lại lúc trước á, so với ngày hôm qua thì cũng không thay đổi nhiều lắm, thay đổi phần mặt dựng thôi, tại những cái công đoạn này phải tiêu hao rất là nhiều thời gian. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là anh Hợp anh cũng làm hết cái này, chiều nay hoặc là ngày mai vô cập nhật tiếp cho cô bác quý anh chị.
Và buổi họp cũng các anh em cũng sẽ chia sẻ một cái đoạn clip rất là hay ngay tại cái ấp Nguyệt Lãng C, xã Bình Phú này luôn, về một hoàn cảnh của đôi vợ chồng trẻ, chồng phải chạy đi tìm hơi thở cho vợ là như thế nào. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác anh chị ở video clip sau ha.